Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bài yêu của Min. Bài này thì chúng ta sẽ sử dụng bốn hợp âm thần thánh, đấy là đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng. Nếu bạn nào đã biết phần hợp âm rồi thì có thể tua đi, còn bạn nào không biết mình sẽ có thể hướng dẫn. Về hợp âm đô trưởng thì rêu cuôi thì các bạn nhớ đến từ dưới lên 1, 2, 3, 4. Hợp đô trưởng dùng ngón thứ ba ấn vào dây thay một của ngăn thứ ba như sau. Bạn nhớ ấn vuông góc ngón tay lên nhé, không có mệt nhé, vuông góc lên như này. Đây là âm đô trưởng. Hợp âm son trưởng, các bạn dùng ngón một để vào dây thứ ba của ngăn hai, ngón hai để vào dây thứ nhất của ngăn hai và ngón ba để vào dây thứ hai của ngăn ba như sau. Đây là son trưởng. Tiếp theo là la thứ, rất đơn giản, dùng một ngón tay ngón giữa đập vào dây thứ tư của ngăn hai như sau. Đây là la thứ, đúng không? Cuối cùng là pha trưởng thì giữ nguyên la thứ, chỉ đặt thêm một ngón tay nữa vào dây thứ hai của ngăn một. Đây là pha trưởng. Rồi, ok, vậy là sẽ có bốn hợp âm: đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng. Rồi, đây là bốn hợp âm của bài này, chỉ có vòng vậy thôi. Bài này được viết trên nhịp 4/4. Và mình sẽ hướng dẫn, đầu tiên là về phần intro. Chúng ta sẽ làm giống đánh giống như là phần intro chính ở trong bản acoustic của Min trong bài này. Đầu tiên là về cách giải này. Intro giải thì đầu tiên sẽ chập 2 giây 1 4. Sau đó là 3 2 1. Và nhìn thấy không? 3 2 1. Chập 3 2 1. Sau đó là tiếp tục là 3 2 1. Đây như sau. Có những bạn thì để được mỗi ngón tay một dây như này nhá, nhưng mà mình thì mình không quen như thế, nên là chút là tí mỗi người thôi, mỗi người quen như nào thì tất nhiên là nếu như các bạn để được ngón tay như thế này thì là tốt nhất thôi. Về hợp âm thì chúng ta vẫn giữ nguyên hợp âm như thế thôi: đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng như sau này. Chập 3 2 1, 3 2 1 chuyển. Đây là hết phần intro. Tiếp tục đến là phần tiếp theo, là phần đoạn đầu từ yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, đến đoạn nguyện thề luôn bên nhau mãi thì cách quạt như sau. Bạn sẽ quạt sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ, thì sình chát này là như thế nào? Sình là các bạn dùng ngón cái để quạt và chát thì dùng ngón trỏ để quạt như sau. Sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ, đấy cứ như thế thôi. Các bạn cứ quạt hai lần như thế là bạn chuyển hợp âm. Đấy là sao, là nhá, giữ đô trưởng này, sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ, chuyển sang son, sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ, chuyển sang la thứ, sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ pha. Các bạn nhớ nhá là quạt hai lần như thế thì mới đổi hợp âm nhá. Và còn một cái nữa cần chú ý, đấy là cái nghỉ, sình nghỉ chát nghỉ nhé. Cho dù là mồm đọc nghỉ chắc nữa nhưng mà tay bạn vẫn phải quạt, chẳng qua là không chạm vào dây thôi nhé, chứ không phải là mồm đọc nghỉ, tay cũng nghỉ như này, là như này là sai, như này là sai này. Sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ, như thế là sẽ bị sai nhé, mất nhịp ngay. Nhớ phải đưa tay đều, sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ chát nghỉ sình nghỉ, ghép này. Đến C, nồng nàn trao nhau dây
phút tuyệt vời, em thề luôn bên nhau mãi. Em thấy ra đến đã hết đoạn xình nghỉ chát nghỉ nhá, tiếp tục đoạn tiếp theo, đoạn nối giữa đoạn trên và đoạn điệp khúc. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, đoạn xây giấc mơ chung đôi. Thì cách quạt, chúng ta chuyển cách quạt như sau. Cách này là cái điệu mình chuẩn bị hướng dẫn các bạn quạt thì nó là vẫn nhịp 2-4 nhá, nhưng mà đây là bài 4-4 cho nên mình phải quạt hai vòng như vậy mình mới đổi hợp âm. Cách quạt này: xuống nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống. Thì các bạn nhớ là cái nghỉ mình vẫn phải đưa tay nhá, thì hai lần chuyển hợp âm như sau này, giữ đô trưởng: xuống nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống xuống lên chuyển nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống xuống lên chuyển nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống xuống lên chuyển nghỉ xuống xuống lên. Đấy, cứ như thế ghép ghép như sau: vẫn thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên. Vì sao cái cuối cùng bạn nhìn lại như này? Bởi vì đây là đoạn cuối của ba lát. Ba lát chính là được viết trên nhịp 4-4, và mình sẽ dùng chính cái cách quạt ba lát đấy cho cái đoạn điệp khúc. Đây mình sẽ đọc cái ba lát, các bạn nhớ để ghi và để tập nhé. Ba lát này thì rất nhiều bài áp dụng rồi nên mình nghĩ nhiều bạn đã biết quạt cái này rồi. Các bạn nhớ này: xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên xuống nghỉ xuống lên xuống xuống lên xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên. Đấy chưa? Xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên. Đấy, đấy là cả một vòng ba lát, và đương nhiên là mình chỉ quạt một vòng thôi, miễn được hợp âm nhá. Vì ba lát này chính là viết nhịp 4-4 mà. Ghép này. Xây giấc mơ chung đôi. Hay thế là chúng ta bài này chúng ta sẽ có ba cách quạt. Cách quạt thứ nhất: từ đầu yêu là cùng nhau, đến nguyện thề luôn bên nhau mãi là xình nghỉ chát nghỉ xình nghỉ chát nghỉ. Đoạn nối dù thời gian trôi qua là xuống nghỉ xuống xuống lên xuống nghỉ xuống xuống lên xuống. Và cuối cùng đoạn điệp khúc là xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên. Thấy chưa? Mình sẽ đánh cái đoạn một cái đoạn chuyển nhé, cái đoạn chuyển từ đoạn, các bạn tưởng tượng ra là mình có bài này có ba khúc, khúc đầu mà xuống nghỉ xuống ấy, thì đoạn đấy là đoạn đầu này, xong có đoạn nối là đoạn dù thời gian trôi qua là xuống nghỉ xuống xuống lên xuống, và cùng là một đoạn điệp khúc. Nhớ nhé, bài này như vậy là có ba đoạn: một đoạn đầu, một đoạn nối và một đoạn điệp khúc, mỗi đoạn một cái quạt khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đánh cái đoạn giữa giữa một chút, bao gồm cả ba cách đánh nhá, để các bạn có thể hiểu được là mình sẽ chuyển như thế nào cho đoạn này. Đoạn này hát từ giữa sẽ như thế nào? Thôi rồi, yêu là ngày em bên anh không yêu phiền vậy nhá. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời. Được chưa? Đây chính là đoạn chuyển nhá. Như vậy tóm lại là đoạn đầu có một phần giải 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 giải, giải. Tiếp theo là quạt xuống, tiếp theo là xuống nghỉ xuống xuống lên, và cuối cùng là xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên. Như vậy là sẽ có bốn cách xử lý trong bài này nhá. Thì nếu như các bạn dùng được hết như thế thì cái bài nó sẽ hay và nó sẽ đỡ nhàm chán hơn một chút. Còn nếu như mà nó khó quá mà nhiều bạn tập chưa tập được hết mà muốn chơi ngay bài này ấy, thì có thể áp dụng một trong những cách này cho cả bài cũng được. Ví dụ
vì bài này nó là buồn buồn ấy, cho nên là mình thích bài này. Thích nhất là đánh cái điệu ở giữa lại bài này. Xuống nghỉ xuống, xuống lên xuống, nghỉ xuống, xuống lên xuống, nghỉ xuống. Mình áp dụng thử bài này từ đầu cho mọi người xem nhá. Hợp đúng không? Đấy, mọi người có thể dùng cách này cho cả bài cũng được, đấy là tùy thôi nhá. Còn gì không nhỉ? Chắc là không còn gì đâu. Clip dài rồi. Thế nhá, chúc mọi người tập thành công bài này. Bài này rất là hay.